Hôm nay mình có mặt ở trên Mỹ Phú Đông nha mà, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nha. Hôm nay mình đồng hành với anh Kiệm với chú Tám nha mà. Để hôm nay mình cắt cái cây còng nha bạn. Cây còng này là siêu khổng lồ luôn rồi. Quá trời cái gốc nó luôn. Gốc nó từ 300 mấy nha mà. Để mình quay cái tàn cho các bạn xem nè. Vùng tàn khủng lắm nha bạn. Nó lên nhiều tược lắm rồi, 5-6 tược. Để mình quay góc cho bạn xem. Bộ rễ của nó rồi, rễ nó qua tới đây luôn nha. Này chú Ba ông đào góc rồi nha bạn. Này mình trắng vô là nó rớt. Mình phải lên mé nha, cực kỳ khủng nha bạn. Lâu lâu mới còn sót lại được góc này nha bạn. Thấy cái bộ đế nè. Để chú Tám lên nha mà. Tính sao? Cho cậu lên nha mày. Cho cậu kéo lên cắt tè nó chừng chừng hơn. Vậy đi. Chứ giờ ông cắt ở ngoài đó ông cắt chừng nào rồi trời. Cắt nguyên nhánh đi. Cũng mai cắt lụm lụm chắc bữa nay về đủ tiền thiếu phước cho ông Hiếu luôn. Nó bưng không nổi đâu, nó mà đưa xuống sông rồi là mình không lấy lên là trôi hết. Để tôi cắt còn gọn này cắt rồi để tôi đen được cho tháng 1 giờ vô được không ta? Chê lưỡi cừu không bén. Bây giờ đang lấy cái máy còn xài. Giờ cẩu lên ha.
Tới không? Đấy, luôn đi, xe nó
bè gì nữa. Xe đó xe sát mặt luôn nha Tám, đừng có để dư nặng nề nha Tám. Đó hai lỗi luôn. Những cái tượng nó đâm hơi ra.
Thank you.
Cây lớn mà, sợ gì không lỗi. Oh.
Từ nữa đi giờ đó. Hết nhưng mà không bỏ luôn.